Hello, hôm nay thì Pate sẽ cho mọi người thấy là màu son quyết định make up look của mình quan trọng như nào nha. Vừa rồi là ba màu son khác nhau nhưng mọi người có thể thấy là nó thay đổi cái make up look của mình như nào rồi đúng không? Bây giờ thì bắt đầu với bước nền nha. Mình sử dụng kem lót nâng tông của nhà Dr. G. Trong em này thì có một chút silicone và sẽ hợp với bạn nào da dầu. Hôm nay thì mình đã quyết định zing cái mút chính hãng rồi nè. Cái mút này chính hãng 100.000 một cái luôn á mọi người. Đánh nó cứ phải gọi là êm hết cả cái mặt ý. À quên là mình sử dụng nền Cellefit màu 21 nha. Sau đó thì mình xịt khóa make up. Rồi bây giờ chuyển qua dặm che khuyết điểm vào hai cái cùng thâm mắt. Bước nền quá quen thuộc rồi, tiếp tục là mình sẽ khóa cái lớp nền lại bằng một lớp phấn phủ kiềm dầu của Cellefit luôn. Tới bước kẻ mày thì vẫn là chỉ kẻ mày Lemonade 102 nha cả nhà ơi. Rồi qua luôn phần đánh má. Đánh má hôm nay mình sẽ đánh sát vào phần mắt. Nếu bạn nào gò má quá cao thì không nên sử dụng kiểu đánh má này nha. Đến khối mũi thì mình dùng bảng Julido 101 đánh nét phần sống mũi và phần đầu mũi, sau đó nối với nhau bằng một màu nâu nhẹ. Tiếp theo là sẽ đánh gọn hai cái xương hàm vào. Và bây giờ chuyển qua make up mắt đây. Tới bước đánh mắt thì mình sử dụng bảng mắt của nội địa Trung tên là Caslan. Cái bảng mắt này thì nó không giống với các cái hãng khác, nó gần như là một trong những brand nội địa Trung khá là nổi tiếng, vậy nên là cái phần mắt nó cũng bám ghê nha. Thông thường thì phần mắt của nội địa Trung khi lấy ra cọ nó sẽ bay bột tứ tung luôn, nhưng cái này thì không nè. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng một màu nhũ trong bảng Alicia để nhấn vào cái đường hốc mắt của mình và nhấn thêm cả vào phần bọng mắt nữa. Kẹp mi và chút mascara của Lemonade. Sau đó thì bây giờ sẽ sử dụng một cái bút kẻ mắt màu hồng sáng, sau đó sẽ nhấn lại bằng một màu hồng đậm của CC nha. Vẽ thêm một chút mi dưới nữa. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển qua phần gắn mi. Mi hôm nay có tên là mi tiểu quỷ hay còn gọi là mi quỷ nhỏ nha mọi người. Chỉ cần gắn 3 cột thôi là mắt đã lung linh long lanh lấp lánh luôn. Bây giờ thì tôi sẽ nói lại một lần nữa cái đánh mắt nha. Đầu tiên là phủ toàn bộ bầu mắt màu hồng nhạt, sau đó nhấn màu hồng đậm và đuôi về đầu, đánh nhũ ở phần giữa mắt. Màu hồng đậm mình sẽ dùng cọ tém nhỡ để mở hốc mắt nè. Sau đó sẽ dùng một chiếc cọ bé hơn để đánh nhũ vào đường bọng mắt. Dùng cây cọ tém nhỡ để nhấn một đường dưới đường bọng mắt mình vừa kể nha. Bây giờ lại tiếp tục những bước còn lại để hoàn thành make up ngày hôm nay thôi. À quên là mình còn phải kích mí trong mắt bằng với mắt bên kia nữa. Kích mí mình sử dụng kích mí lưới mình có để ở trong bờ yo nha mọi người. Tân trang lại màu má một chút để cho nó hợp với cái mắt này. Đánh một chút má ở đầu mũi và sử dụng highlight luôn. Tới màu son thì mình sử dụng son Merzy màu M13. Hôm nay thì mình sẽ đánh thử một màu son đỏ hơn mọi ngày. Tại thường ngày mình sẽ đánh son rất là nhạt đấy, nhưng nhớ là khi đánh son đỏ thì cũng phải đánh cho khuôn môi của mình nổi bật lên. Và tiếp theo mình sử dụng màu SL12 để đánh lòng môi và màu WD16 để đánh cả môi để cho nó có sự bóng nhẹ như kia. Cái son The Within của Merzy, cái vỏ màu xanh lá cây ấy mọi người, nó thật sự rất là bóng luôn. Và make up của mình hôm nay đến đây là xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye, xin hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.